Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình là Thanh Áp. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ra hơi, khám phá biển khơi và làm những miếng sushi ngon lành. Tatoni cay đã, ok. Đây là lại xuống dưới kia để gặp ông ấy à? Có mua thì để mua không? Hay phết nhỉ. Này, có tin gì mới nào? Có thư này. Cá mập đầu mùa. Này, không có cách nào để tăng đạn lên nhỉ? Này ngon nhất, sứa thùng. Sao cái này là ngon nhất à? Lâu rồi mới xem lại cảnh này. Ý, à, lâu như này là mới sao nhỉ? À, cái này xem rồi. Đâu? Mắt rồi. Vây cá vẩu. Vây cá vẩu là vây gì? Ok. Xem mà chả nên cắt được cái gì cả. Nó gấp này ngon ấy. À, lại xuống gặp thôi. Để lại chuẩn bị gặp mấy con nhân ngư biến dị ấy rồi. À. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Ngon. Ok. Cái gốc tiền là được. Bơi ở đây không bị tốn oxy. Nào đi thôi. Dẫn xong ông chạy mất em luôn. Dẫn xong là ông chạy mất em luôn, kệ bên làng luôn. Chắc do nhiệt độ nước bị thay đổi theo thế. Nút để mở cửa. Thế rốt cuộc ông trốn tránh trách nhiệm.
Để nhìn cái mặt không uy tín tí nào. Rồi đi đã bị chặn. À, chụp ảnh thôi. Quanh đây có mấy con cá gì đấy? Bắt 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 bắt. Lại bọn này trâu thế. Sứa trong suốt á. Đây là sứa. Cứ tưởng cá ấy. Ở trong này thì nó không chạy được đâu cả, cho nên là cứ thế mà bắt thôi. Cá mắt thùng. Ok. Bắt thêm con sườn nữa. Chạy đằng trời. Có đạn luôn này. Ok. Gì đây? Đây mấy ký hiệu gì đây? Cái gì đây? Chưa hiểu cho lắm. Trên này có gì không? Không à? Rồi cứ vào trong này trước xem có gì không đã. Quan trọng là bây giờ mình chưa có phương án gì để đánh nó cả. Ấy càng ấy trên này không có nút nào đâu đúng không? Thế thì lại ấn cái này tiếp. Rồi, ok. Cái gì đây? Nấp sau tượng đá. Ok. Đi đây đi đây. Tôn thờ cái gì đây à? Lại chụp tiếp. Nhân ngư cổ đại à? Ok, phải chỉnh. Thế chụp cái gì đây? À đây. Đây. Ok. Bây giờ có oxy mình cứ tranh thủ mình lấy đã.
Tay máy dưới đại dương nguy hiểm vãi cả đái, ông đi tay máy gì đây? Sợ ánh sáng. Bây giờ mới có cách chống lại nó này. Bây giờ là mới có cách chống lại nó này. Từ đó, trên này có gì không? Không à? Rồi, ok. Ok. Ok, bơi lên trên này. À, bê. Ấy. Ok luôn. Chắc trong này không còn con nào đâu chứ. Mở khóa rồi. Chụp ảnh, chụp ảnh, chụp ảnh. Tôi mất luôn rồi. Cập nhật nhiệm vụ làm tam băng. Ok. Cái gì đây? Từ từ đã. À, vẫn là khu vực mới mà. Ok. Chắc phải sang để kiếm mấy quả đấy. Vài cái này nữa à? Ok. Cái này có gì không? Oxy. Đồ ở đây bắt đầu quá, bộ đồ bắt đầu quá tải rồi. Đủ. Ok. Ok. Cũng may bọn này mù đường. Xoay cái này cho nó ngang ra, rồi bắt đầu mình chạy sang. Bên này cũng bị đóng băng rồi. Ok.
ấn cái này tiếp. Rồi. Hóa thằng kia lại. Lại đổi sang ngang. Lại đổi sang ngang tiếp. Đây có cái gì đây? Đây à, lấy được cục này đây à? Mà cái ở đây, ấn đây có tác dụng gì? À. Cân lý. Mình chạy thẳng ngang phát sang này là được, có gì đâu. À, nhưng mà mình thả là nó sẽ bị rơi. Mình thả nó sẽ bị rơi. Không được. Mình thả nó sẽ bị rơi. Vẫn làm khó nhau. Lên nào. Riêng lắm rồi. Đùa. Không cầm sang được à? Thế thì phí công vô ích rồi. Chắc là phải làm tan chảy đống băng kia thôi. Đủ không ôm sang bên map được. Thế thì có tác dụng gì? Đây, để ở đây. Rồi bây giờ lại đi sang đây. Đóng thằng này lại đi. Nguy hiểm quá. Rồi, ok. Đây. À, tan chảy đấy. Câu cá chẳng thấy đâu, toàn đi đâu đâu thôi. Bạch tuộc à? Dưới này có gì không? À, thế cái kia cũng chẳng quan trọng lắm, chẳng cần qua lại lấy đâu. Được thêm tí tiền. Bắt thử mấy con này. Một. Chắc tầm 3 phát. Đó, giờ bây giờ nổi. Đấy. Chắc để ở đây à?
Ngọc chiếu tan băng luôn. Rồi một đàn rau mai tràn ra. Gì đây? Boom. À, nó bắn sang kia. À, rồi. Mình chỉnh lại tấm, mình phải để một tấm gương ở đây. Hoặc là chỉnh lại tấm gương. Đây đây, chỉnh lại tấm gương. Rồi, về tàu rồi. Thế đi bắt mấy con đây à. Một này. À đủ. Hai này. Alo, bà phát chết à? Một nè. Đồ. Đấy. Đủ. Bé quá. Còn mực chết tiệt này. Hơi láo nháo rồi đấy. Đồ tưởng chúng làm rồi cơ mày này. Chúng làm rồi mày này. Bắt hết bọn cá ở đây. Mà hết đạn rồi thôi. Thế thì thôi. Hết đạn rồi thì thôi. À đây có đạn này. Một nè. Hai nè. Ra nó là gì ở trên này. Ok. Ở dưới kia lại có nhiệm vụ rồi. Ở những điểm này là chỉ mất 4 thôi. Thế đẹp. Nào đi nào. Khoáng sản. Làm ăn mèo. Ok. Đu qua. Đây. Đủ. Đủ ông đi đâu vậy? Dừng lại.
còn liều ơi. Quá đơn giản. Quá là đơn giản. Thế. Wow, 100 luôn. Đấy, chắc là bây giờ chưa mở được. Ý, bây giờ sáng lấp lánh đây này. Thôi bây giờ ra ngoài đi săn nốt lại cái nhiệm vụ. À, cái bảng cáo thị. Khoảng thời gian tím giao hàng. Ok. Để bắt thêm nữa, bắt được cái gì không đã nào. Đủ. Thả trượt tôi mà. À, không an tâm nữa. Không hiểu kiểu gì sao thế mà vẫn trượt à. Riêng bọn này phải dùng biện pháp mạnh. Một nè. Hai nè. Cá nóc biển. Ok. Một phát. À đúng. Hai. Và giờ là phát thứ ba. Đủ không đến. Cá nóc ba tăng. À. Hơn 200 mét.
Xa biển. Vậy xà beng màu đỏ. Bán mình phải nâng cấp đồ bơi lên sớm thôi, thiếu tiền quá. Nhìn chỗ này thật là tươi sáng. Để mấy con cá bé tí. Mấy con sứa này. Thôi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi đi. Ôi, con gì đây? Nó bay phi nhanh vậy. Vậy hai con chết tiệt này. Đang solo. Đồ đồ sang heo rồi. Lấy cấp sang heo rồi. Mấy chỗ này hay có oxy lắm các bạn ơi. Mấy chỗ này hay có oxy lắm các bạn ơi. Đây rồi, oxy đây rồi. Rồi, sống rồi. Còn cá mập chết tiệt kìa. Mày lại đi. Con cá này chưa thấy, chưa gặp, là chưa bắt lần nào. À, là phải lại đây. Cá này cá gì đấy? Cá mập đuôi dài. Xuống ba ba lòng rồi. Thôi rồi, xuống này mình đang khỏe. May là nâng cấp oxy lên nhiều, không đúng là quả đấy chỉ có hẹo thôi. Hôm nay đã mày thích gì? Mày thích gì?
Không ngờ nó phi nhanh đến như vậy luôn á. Bất ngờ. Tôi bị bất ngờ. Cho xin cái súng trường nào. Không là sao mày có gì không nhỉ, chả có gì thế thôi vậy nào. Con gà chết tiệt đấy đâu ạ, con cá kiếm chết tiệt đấy đâu ạ. À, lại con này à? Yeah. Nhìn to xanh thì mà nó bây giờ nó bình thường. À đủ đã bảy mấy rồi. Rồi lấy nó cái xà beng rồi lên đó. À, tìm xà beng là đủ lại một con cá mập nữa. Phải nhất thiết lăng hẳn ra ngoài à? Đấy, được chưa? Ừ, trốn, à đâu, của? Hỏi, hỏi, hỏi. Từ từ à, từ từ à, cho vớt vớt một cái cắm vào hồ đi.
Một con nè. Hai con nè. Ba con nè. Sao trông nó quen vậy ta? Đấy, mình nhìn thấy con cá mập bên này sao nhỉ? Này, nhớ rõ ràng thấy có con cá mập bên này. Đấy, đấy. Đấy, con cá mập đuôi dài này. Thế thôi. Một con là đủ à? Dạ, một con là đủ à? Bây giờ trồi lên mặt biển thôi. À, bây giờ không cần tìm nó lại xuất hiện trên mặt. Rất chi là buồn cười. Mày né cái mặt tao ra. Bây giờ người đang nặng lắm rồi, không muốn mang vác thêm cái gì nữa đâu. Chỗ này có lên được không ấy nhỉ? Vậy được, vậy được. Không ngờ ngay chỗ này, nước đông này mà có con cá mập luôn, sợ thật. Kiểm tra thiết bị. Ok. À, phải bỏ sang này bảo sao, bao nhiêu lần bắt được mà chả thấy đâu. Không không để ý lắm. Nâng cấp trang bị nhưng mà tiền không có tiền, trời ơi, biết là nâng cấp nhưng mà không có tiền, phải kiếm tiền đã. Rồi, cái thật là ấy. Wow. Bây giờ phải tuyển gái thôi. Gái mới nhiều người đến. Nên có gì mới không? Thực đơn nào.
tiến pháp. Rất nhịp nhàng. Ok. Cải tiến. Ok. Ok, họ tao được cái là để trả nhiệm vụ. Tôm sú này. Sữa thông suốt này. Ok, đã thế rồi. Gặp ngay đó, việc mình sẽ đi rót nước uống, rót nước rót bia thôi. Ok. Rót trà, rót trà, rót trà. Bia. Quá đẹp luôn. Perfect. Nào, vào gặp để những khách hàng cuối cùng. Tuyệt vời. Đây là thì đây một buổi tiệc du thuyền, chuẩn bị các món cá ngừ. Ok. Đồ bắt cá ngừ. Mình nghĩ tập này mình dừng lại tại đây thôi. Rồi, drama nhiều quá. Rồi. Hôm sau chúng ta lại chui xuống kia để mở mở cái cửa băng ra. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và ủng hộ mình bằng một subscribe và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.